Chiếc Kia Rio nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, màn hình Android, túi khí cũng như ABS đầy đủ mà giá tiền chỉ với hơn 100 triệu đồng. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, xe thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Vâng, một mẫu xe Kia Rio trang bị màn hình Android ấy, cam lùi định vị toàn cầu, SIM 4G đầy đủ luôn. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, một mẫu xe Kia Rio phải nói là rất là đẹp luôn. Hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Quảng Ngãi. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân với mẫu xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc này, hãy cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cái like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Kia Rio, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, vâng, mang phiên bản số sàn, vâng, khối động cơ em nó chỉ với 1.4 thôi, vâng, rất là đẹp luôn các anh nhá. Đấy, nội thất này, ghế da thì trang bị hai màu, bên dưới bên trên thì đã được trang bị bộ áo ghế massage bằng gỗ các anh nhá. Đấy, chống nóng này. Đấy, một mẫu xe Kia Rio, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, mang nước sơn màu bạc, một mẫu xe bản sedan hai đầu, vâng, mang biển kiểm soát 38A 27051. Một mẫu xe Kia Rio nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc này cứ alo trực tiếp cho em. Vâng, theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Ốc ác bản nề cánh cửa chưa hề động đến ca lê một lết luôn. Đấy, cam kết là xe zin, xe đẹp các bác nhá. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không gặp nước. Vâng, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con, vâng, mà giá chỉ với chưa đến 200 triệu đồng. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Kia Rio này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em để được cái giá tốt nhất các bác nhé. Hệ thống táp ly cánh cửa này, đấy, vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Tất cả phần khung cánh cửa của xe, đấy, các bác xem và cảm nhận không hề có một chút mục mọt nào các bác nhé. Nội thất thì rất là tươi, nội thất tươi là nói luôn. Vâng, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con. Vâng, đấy, đăng kiểm của em nó có đến tháng 4 năm 2024. Vâng, đăng kiểm thì mới tinh thôi nhá. Đấy, đăng kiểm mới tinh rồi. Vâng, bao zin cả xe. Vâng, sản xuất những năm 2011, xi nhan báo giá trên gương. Đấy, tay lắm mở cửa ốp inox mạ chrome, chân kính và vẻ mưa đầy đủ luôn. Đấy, giá tiền thì chưa đến 200 triệu đồng. Đấy, chỉ 188 triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Rio hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Vâng, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đấy, một mẫu xe bản sedan hai đầu, form dáng thì rất là ok rồi. Đấy, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy, dòng này thì rất là bền luôn, không hay hỏng mặt các bác nhá. Đấy, dòng Kia thì đấy, máy móc của nó rất là bền luôn. Đấy, đi thì rất là lành. Đấy, sơn xi thì ok rồi, form dáng thì rất là đẹp rồi. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân thì mẫu xe Kia Rio nhập khẩu nguyên trước này cứ alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Đấy, bốn quả lốp của nó các bác này, bốn quả lốp thì rất là dày dặn rồi, tất cả những cái hệ thống cua lốp là các bác này. Đấy, cua lốp của xe các bác nhá, không hề mùng mọt luôn. Đấy, không hề mùng mọt các bác nhá. Tay lắm mở cửa ốp inox mạ chrome. Phần táp ly cánh cửa các bác này, táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, táp ly thì vẫn còn gai sần luôn. Đấy, tất cả những cái phần khung cánh cửa các bác này, khung cánh cửa các bác nhá. Đấy, ốc ác bản nề này. Đó, chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá. Hệ thống cột kèo của xe. Đấy, những cái phần cột kèo và đinh tán của xe các bác này. Đấy, cột kèo đinh tán zin các bác nhá, cột kèo đinh tán zin luôn. Máy số thì rất là ngon. Vâng, máy gầm đại chất, côn số ngon. Đấy, nội thất thì rất là tươi. Đấy, nội thất thì ghế da trang bị hai màu, tươi không cần phải tưới các bác nhá. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, chân nỉ nguyên bản này. Bên trong thì bên ngoài đã được bọc một lớp ni lông rồi, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, táp ly cánh cửa thì vẫn còn gai sần rất là ok. Những phần keo chỉ của xe,
Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, mẫu xe Kia Rio. Đấy, đây là phần hệ thống lốp dép của xe các bác này. Đấy, tất cả phần cua lốp này. Đấy, cua lốp không hề mục mọt các bác nhá. Đấy, máy gầm thì rất là chất luôn. Đấy, côn số thì ngọt. Vâng, một mẫu xe bản sedan hai đầu, hàng nhập khẩu. Đấy, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày. Vâng, đồ đạc của con này thì rất là dễ thay thế luôn. Sau đây là phần cặp đèn phanh của xe các bác này. Đấy, phần cặp đèn phanh các bác nhá. Cặp đèn phanh này rất là đẹp luôn. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, phần hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, phần táp ly này các bạn này. Táp ly cánh cửa thì vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, lớp lỉ nguyên zin các bác nhá. Lớp lỉ nguyên zin luôn. Đấy, dòng này thì đấy, bác nào mà đúng màu đúng mệnh đúng chân cái mẫu xe này đấy, thì mua về sử dụng thì rất là yên tâm luôn. Máy móc của em nó thì rất là lành, lành như một cục đất luôn. Đấy, cột kèo zin. Vâng, cột kèo keo chỉ zin, đầu đít zin các bác nhá. Máy số của em nó thì rất là ngon luôn. Vâng, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc mà giá thì chỉ với 188 triệu đồng. Bên em còn có bao hồ sơ cho các bác. Đấy, bao rút hồ sơ cho các bác cũng như có cả vận chuyển luôn. Đấy, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Rio này, cứ alo cho em. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Kia Rio này. Đấy, chân phanh, chân côn, chân ga này các bác xem này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, bàn phím tích hợp trên vô lăng luôn. Đấy, có cả bàn phím tích hợp trên vô lăng các bác này. Vô lăng của nó là vô lăng 4 chấu, vô lăng kép, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, chưa hề có sự hao mòn mấy chi. Sau đây em sẽ lổ máy các bác này. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhá. Đấy, búng nhẹ cái lỗ ngay luôn. Đấy, điều hòa auto. Đấy, điều hòa auto luôn các bác. Đấy, điều em ấn auto. Điều hòa thì rất là mát, màn hình Android, vâng, dạng 9 inch. Đấy, hệ thống quả số này các bác xem, nhìn quả số đã mê rồi các bác này. Đấy, nhìn quả số thì đã mê rồi. Đấy, bàn phím tích hợp trên vô lăng các bác này. Đấy, rất là ok các bác nhá. Màn hình Android. Đấy, kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, tất cả những cái nhựa ốp cột các bác này khít khít các bác nhá. Đấy, khít khít luôn. Chắn nắng này, gương trang điểm đầy đủ các bác nhá. Đấy, hệ thống gương chiếu hậu này. Đấy, hộp đựng kính các bác này. Hệ thống đèn trần này. Đó, rất là ok rồi. Các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nhập khẩu, nhập khẩu màn hình Android, bàn phím tích hợp trên vô lăng, đấy, gương kính chỉnh điện và giá tiền chỉ với 188 triệu đồng này, cứ alo cho em. Đấy, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Đấy, điều hòa auto luôn các bác nhé, có cả điều hòa auto, cẩn thận luôn. Đấy, hàng nhập khẩu này. Đấy, bắt mạng wifi này các bác này. Đấy, mạng wifi đầy đủ các bác nhé. Đấy, rất là ok. Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống phun nước và gạt mưa các bác này. Đấy, rất là ok, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Đấy, hệ thống xi nhan báo rẽ này. Đó, phần táp lô của xe. Đấy, táp lô của nó đây vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, mẫu xe nhập khẩu nguyên trước phải nói là quá là ok luôn các bác nhá. Mặt đồng hồ các bác này. Đấy, mặt đồng hồ của xe này. Đấy, không báo một lỗi gì luôn. Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo mẫu xe nhập khẩu nguyên trước. Đây là một mẫu xe Kia Rio. Đấy, sản xuất năm 2011 mà giá chỉ với 188 triệu đồng thôi. Đấy, mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ các bác nhé. Đấy, mẫu xe ngon bổ và rẻ luôn. Ai mua xe đẹp xe rẻ thì cứ chạy khỏe đến bãi xe ô tô của em. Đấy, bên em là đơn vị chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Đấy, bác nào mà mua xe cũng mua bán xe không phải đến tha lời trực tiếp em. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Kia Rio. Vâng, máy móc của em nó này. Đấy, khô ráo sạch sẽ luôn nhé, không hề chỉ dầu luôn. Đấy, rất là khô ráo sạch sẽ luôn. Đấy, máy thì rất là chất các bác nhá. Máy đang lổ con này, máy lổ rất là êm. Vâng, máy lổ rất là êm luôn. Đấy, tất cả những cái hệ thống đinh tán dần dần của xe ok luôn các bác nhé. Đấy, hệ thống bu đường sóc này.
Đấy, phần ủi giảm sóc nó nhá, đỉnh tán này. Đấy, ốc áp lắp cabo chưa hề tháo nữa luôn. Đấy, bao zin cả xe cho các bác luôn. Đấy, bao zin bao phê luôn cho các bác. Động cơ 4 máy, máy 1.4. Lại còn hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu thì tốt vỏ của nó rất là dày. Đấy, đi thì không hay không bị ồn các bác nhá. Đấy, tôn vỏ dày thì ngồi trong xe thì nó rất là êm ái luôn, không bao giờ ồn luôn. Đấy, máy móc của nó đây. Đấy, máy móc thì khô ráo cho xe đâu sáng quắc bọc các bác nhá. Đấy, sáng quắc bọc luôn. Phần những cái keo chỉ của xe, đấy, keo chỉ di luôn. Đấy, các lỗ của nó tròn không hề móm méo các bác nhá. Đấy, các lỗ của xe này. Đấy, không hề móm méo luôn. Đấy, tổng quan của lắp capo. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc mà giá tiền chỉ với 188 triệu đồng thôi. Đấy, bác nào mà đúng màu đúng vậy đúng chân cái mẫu xe Kia Rio này. Đấy, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, có địa chỉ là tại thôn 1 của xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Đấy, mẫu xe nhập khẩu động cơ chỉ với 1.4 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe đang tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhé. Đấy, 6 lít xăng mà chở được 5 người. Đấy, mà lại còn hàng nhập khẩu luôn các bác nhé. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống cốp sau xe cho các bác xem và tham khảo mẫu xe Kia Rio này. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác này. Bản sedan hai đầu thì cốp của em nó khá là rộng rãi luôn. Đấy, khá là rộng rãi các bác nhá. Đinh tán giằng giật các bác này. Đấy, những cái đinh tán giằng giật các bác này, hai bên này các bác này, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, phần tổng quan của lắp cốp này. Đấy, tổng quan của lắp cốp các bác nhá. Đấy, các lỗ của nó này không hề móm méo chi luôn các bác nhá. Đấy, không đâm xô, không tai nạn. Phần sàn của xe này, đấy, lớp xô cua này, kích tròng đầy đủ luôn các bác nhá. Sàn của nó này, đó, sàn của nó rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, sơn xi thì màu bạc, bản sedan hai đầu. Đấy, sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đấy, gầm bệ chắc rất là chắc chắn luôn. Đấy, gầm bệ rất là chắc chắn các bác nhé. Một số ngon, vâng, máy số ngon, vâng, một mẫu xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, bản sedan hai đầu, động cơ 1.4. Vậy thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này là 6 lít xăng thôi. Vâng, chỉ với 6 lít xăng trên 100 cây số và giá tiền chỉ với 188 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Rio, cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em với địa chỉ đặt tại ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video lần sau.